kháng kháng sinh là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất cho sức khỏe toàn cầu. Tình trạng này diễn ra không chỉ khiến các căn bệnh trở nên khó điều trị, tăng tỷ lệ tử vong mà còn kéo theo gánh nặng tài chính cho người bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ năm 2020 đến năm 2023, ước tính Việt Nam có khoảng 296.681 ca tử vong do đề kháng kháng sinh, xếp thứ hai trong các quốc gia thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương và đứng thứ 11 thế giới về tiêu thụ kháng sinh tỷ lệ trường hợp kháng sinh được sử dụng không hợp lý tại bệnh viện là 50%, có tới 88 đến 97% nhà thuốc kê kháng sinh mà không có đơn của bác sĩ. Điều này thực sự đáng báo động vì kháng kháng sinh ảnh hưởng tới mọi đối tượng với các độ tuổi khác nhau. Đề kháng kháng sinh tăng cao dẫn tới các bệnh như viêm phổi, bệnh lao hoặc nhiễm trùng nhẹ có thể trở nên không thể chữa được điều này sẽ làm tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc có thể kháng với nhiều hơn một loại kháng sinh trong khi rất ít thuốc kháng sinh mới đang được phát triển Phát biểu tại hội thảo khoa học với chủ đề Viêm họng và ho góc nhìn đa chuyên khoa do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Phan Trung Thủy, chủ tịch Hội tai mũi họng Việt Nam cho biết, viêm họng và ho là hai triệu chứng thường gặp trong bệnh lý tai mũi họng và cũng là hai triệu chứng bị lạm dụng kháng sinh phổ biến nhất do bệnh nhân chưa được tiếp cận và điều trị đúng cách. Điều này đã góp phần làm gia tăng tình trạng đề kháng kháng sinh để giảm đề kháng kháng sinh song song việc có chiến lược sử dụng kháng sinh thích hợp và hiệu quả công tác nâng cao nhận thức của người bệnh cũng rất quan trọng trong đó mỗi dược sĩ là một chiến sĩ trong cuộc chiến giảm đề kháng kháng sinh sự tư vấn đúng đắn của dược sĩ khi đón tiếp bệnh nhân tại nhà thuốc giúp nâng cao tuân thủ sử dụng kháng sinh có tác động tích cực trong bảo tồn kháng sinh ngành y tế khuyến cáo người bệnh và người bán nên sử dụng kháng sinh một cách hợp lý và theo chỉ định của bác sĩ tại các cơ sở y tế bác sĩ chỉ kê đơn kháng sinh khi thật sự cần thiết trong quá trình điều trị tăng vệ sinh tay đeo khẩu trang khi đến bệnh viện nơi đông người và áp dụng nhiều biện pháp phòng bệnh khác để giảm mắc các bệnh truyền nhiễm gián tiếp giảm sử dụng kháng sinh xây dựng chế độ ăn uống dinh dưỡng bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết bên cạnh đó là tập luyện thể thao bổ sung sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng và kháng khuẩn kháng virus trực tiếp